Vietnam issued an action plan for climate change and green growth by 2030 and looking ahead to 2050, with the aim of reducing greenhouse gas emissions by 25% to 30%. Plus, we want to build innovative capacity. Taiwan is set to be a major hub of smart manufacturing solutions. We have a strong and closely connected reach, Brussels integration reduces carbon emissions and is capable to reduce the energy consumption. 最后还是会选择我们的台湾多的，因为我们不是说，我只卖你这个东西，我是提供一个方案给你，帮你解决问题，不是只卖单一的东西。năm nay thì Hai Huynh cũng đã rất là vui có thể tham gia thì triển lãm MTA 2023 năm nay vì có rất nhiều khách hàng đang quan tâm về cái sản phẩm của bên Hai Huynh, đặc biệt về cái sản phẩm robot và bàn xoay. Vì bây giờ Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề về cái thiếu công nhân và thì đang đổi mới cái công nghệ chế tạo. Cho nên là tất cả sản phẩm của Hai Huynh có thể hỗ trợ ở khách hàng tại Việt Nam. Share with you XYZ tooling solutions for intelligent manufacturing. More convenience and lifestyle, more conversation. That means more consumption. Which is everything. Cũng như là công nghệ để kịp với xu hướng phát triển chung của công nghệ trên thế giới. Hôm nay